ok, thì ở đây là trong cái khu khuôn viên giống như là giống như một cái sở thú thôi, không biết là có những con vật khác hay là không, mà trong này là có gấu trúc. Thì không biết cái chuồng gấu trúc ở đâu thì mình cứ đi vòng vòng. Mọi người nghe tiếng gì quen quen không? Ở bên kia nó đang múa lân. Thì ở đây nó cũng có những cái con vật giống như trong sở thú của mình. Thì chuồng này là chuồng công. Này là khỉ đít đỏ. Mình chọc nó đi tại. Ok, thì gấu trúc panda thì loại vật cũng là quý hiếm cho nên là phải mua vé vô để coi. Thì một vé là khoảng chừng 26.000. Thì ở đây là cái chuồng của nó. Thì người ta rất là cẩn thận nuôi nó trong một cái lồng, rồi có camera rất là nhiều để theo dõi trong một cái lồng kính. Thì để mình tìm coi nó đang ở đâu. Con nó đang qua cái chuồng bên này, hồi nãy giờ nó đang ăn, con kia thì nằm ngủ rồi. Con này thì đang chơi đùa. Đây là nó nuôi bằng cái lồng kính. Chúng ăn được mà, lấy cho mày thấy vô. Con nằm, một con ngủ. Nó sống chung nhiệt độ này với mình nè. Thì không hiểu sao mà có hai con gấu trúc rồi mà nó xây một cái khuôn viên bự tổ ba chảng. Không, chắc cũng có thể là hồi trước nó có những cái con vật kia, thì bây giờ nó có thêm hai con gấu trúc thì nó làm quy mô một chút xíu thôi, thì nhìn nó lạ lạ gấu trúc.
Ok, bây giờ mình đi lên chùa mà. Người ta đóng giả con gấu người ta đi. Đây là những người đứa học sinh tụi nó chơi âm nhạc gì đó. Hiện tại nó bắt chước mấy thằng đánh trống ở kia. Hello. Thì hôm bữa có quay cái clip này một lần rồi, mọi người còn nhớ không? Nhưng mà lúc đó là quay bằng cái điện thoại cho nên là nó không có được rõ lắm. Hôm nay quay bằng máy chụp hình thì cho mọi người coi lại một lần nữa cái tượng Phật Ama và cái chùa. Ok, thời gian thì không có còn nhiều cho nên là không có quay nhiều cho mọi người coi được. Tại chiếc xe đi xuống dưới kia còn có 10 phút nữa à. Cho nên là không có quay nhiều cho mọi người coi được. Thì chỉ quay một phần nào đó đẹp và quan trọng thôi. Thank you.
Hai, ok. Thì sáng nay thì nó bụng quá, ăn chút xíu thôi. Ăn ngay chỗ McDonald's này, kêu burger với gà đồ ăn. Lát nữa thì hai đứa đi tới Chợ Đỏ để mua ít đồ về. Thì Toàn mua ít đồ về cho mẹ của Toàn. Thì mẹ thì con nghĩ là chắc sẽ mua sau đi. Với lại hôm qua có đi chùa Ama đó, cũng có mua vài thứ để cái gì để lên bàn thờ. Ok, bây giờ đã tới Chợ Đỏ rồi. Thì phía bên kia là Chợ Đỏ, nó sơn màu đỏ là giống như thì gọi là Chợ Đỏ. Ghé tiệm Hồng Trà mua nước uống. Chợ Đỏ giống như chợ vườn chuối nha. Cái tiệm mà bán đồ giống như là cho người lớn. Cái áo kia thì Toàn nó đang mua nhưng mà người ta hét giá tới gần cả triệu bạc, trả xuống còn 500.000 bán luôn. Cái áo xám đó, không biết mẹ thích mua cái nào thì mẹ cứ chọn đi. Tiệm này bán đồ nít. Ok, thì nãy giờ cũng mua nhiều rồi. Giày, xăng, đồ quần áo đồ thì mọi người cũng biết ở đây là Chợ Đỏ rồi, bán đồ giống như là chợ vườn chuối vậy đó. Thôi vậy đi, nếu mà nãy con có quay cho mẹ mấy cái bộ đồ, nếu mà mẹ thích thì mẹ cứ bấm dừng lại rồi mẹ chọn, rồi cái gì trước Tết con về được mua cho ha.